Rồi, lần đầu tiên xin cho Chí Trung Mobile gửi lời chào đến cô bác chị em đang xem chương trình YouTube, một lời chào thân thương nhất nha. Và cô bác chị em xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha. Để và đón xem những video sớm nhất. Chí Trung Mobile sẽ gửi đến cô bác chị em người xem video đầu tiên nhất. Và sẽ có được những cơ hội mua những con máy giá rẻ, zin, đậm chất dành cho cô bác lớn tuổi và trẻ em ha, đi học làm quen với công nghệ này đấy. Ok. Đây. Những con máy mình đã test trực tiếp rồi. Ok. Còn con máy này chưa? Đang kiểm tra. Đây, số máy này cũng đang kiểm tra này ha. Đây, LG Vinh V50 ha. Rồi, bây giờ bắt đầu vào giờ vấn đề. Cũng lại là câu nói. Ví dụ như thằng LG Vinh này. Đây. Công nghệ 5G đúng không? Đó. Hai chạm tắt, hai chạm mở. Ok. Con này RAM 6, bộ nhớ 128. Nói chung là 5G con bác cứ vô tư được, khỏi lo nghĩ bất cứ gì hết. Màn hình AMOLED 2K cộng nha, màn hình 2K cộng nha. Cái màn hình này là nó y như màn hình vi tính nha. Người nào mà mắt yếu nhìn màn hình này chịu không nổi đâu nha. Nó đời lắm, nhức mắt lắm nha. Cái màn hình của LG Vinh V50 này nhìn nó rất là nhức mắt. Nó còn AMOLED 2K cộng, nó rất là nhức mắt nha, nhức lắm. Nói chung tất cả những tính năng đều có hết đều mà nó có tính năng nữa nè, tính năng là quay video chống ru quang học iOS đó. Tính năng này anh em mua máy điện thoại hay bỏ qua lắm nè. Tính năng quay video chống ru quang học iOS có nghĩa là gì? Tính năng nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta quay video nó đứng chừng một chỗ, nó không có giật lắc, nó không có nhảy. Còn những anh em mà chúng ta xài những cái con máy mà đời rẻ tiền á, nó không có cái nó không có cái chế độ quay video chống rung hòa học á, thì chúng ta quay video nó nhảy nè, nhảy là tưng 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 à, nó rất là phiền phức lắm. Nó nhảy là tưng tưng, nó rất là khó chịu. Đó, cho nên anh em đi mua máy á, tôi thấy có nhiều người cầm tiền cầm 6-7 triệu đi mua máy nhưng mà nó không hề có chế độ chống rung hòa học iOS. Tôi nhớ lần iOS hay là EIS ta, iOS và EIS hai chế độ đó. Vậy nó ghi trong cái công thức kỹ thuật nó mấy cái danh từ đó, có khi lộn nha. Nhưng mà nó có cái chế độ chống rung quang học và chống rung điện tử ha. Nó mới làm lên đẳng cấp và giá trị của máy nha. Cô bác nhớ cho kỹ cái đó, chứ để đi mua máy làm á. Có nhiều người tôi thấy là cầm 5-6 triệu để mua con máy mà không có chế độ đó, về nhà quay quay déo và giật giật lắc 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 nhảy nhảy nè, nó y như là từng từng. Trên này Zalo, Facebook vô tư, nói chung không không, không thiếu gì luôn. Này, chương trình tuyển dụng hả? Công ty gỗ Hưng Đạt cần tuyển lao động phổ thông nam nữ, số lượng lớn mà. Nhưng hồ sơ công chức trực tiếp qua Tết Nguyên Đán sẽ nhận việc. Phỏng vấn mà qua Tết mới làm, ai nhà, nhà, vô phỏng vấn trời. Chạm hay chạm tắt, hai chạm mở khuôn mặt luôn, vân tay khuôn mặt nha. Và con này để khui cái vỏ ra cho bác anh chị xem. Chùi chùi cái nó 5G nha, hàng siêu thị hàng lướt nha, chứ không phải là hàng cũ nha. Chui sạch sẽ. Đây nè, LG V50 ThinQ nè, không 5G nha, nó quá siêu. Tên này ở ngoài chúng ta nhìn nó có cái chữ 5G đã lắm. Lý do tại sao tôi xài, khuyến khích anh em xài cái bao da này, xài cái này á, chúng ta bỏ máy vào nè, tròn lỗng nè, đâu đại là vậy. Giả sử chúng ta có bỏ rớt không hư máy, rớt không hư máy nha, còn xài ốp lưng thì rớt hơn liền. Rồi con này giá nhiêu? Hàng siêu lướt nguyên zin áp sức còn luôn, giá 3,5 triệu. Ok, con này khỏi dán tem, bỏ bên. Mà nói lần thứ nói lần thứ mua bán nè. Ví dụ của bác ở Hồ Chí Minh mua cái máy tiền ship đi 50 ngàn, lượt về 50 ngàn là 100 ngàn,
cô bắt đầu cọc 100 ngàn, ok. Còn ví dụ tiền ship đi 20, tiền ship về 20 thì cô bác cọc đúng 40 ngàn là ok rồi. Cô bác không nhận máy, tiền cọc trừ bộ ship bỏ ha. Còn cô bác nhận máy thanh toán tiền, ok. Rồi. Đơn giản không? Cái này để quay ủng hộ tôi đi nha. Hữu ích thú vị gửi rồi. Test thì nên vào cái tung mobile mà xem nha. Đó, cho nó khỏi có bị dính với mấy cái bản quyền ha. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám con LG Win nó chín con, và lát nữa quay con Oppo nó 10 con, bữa nay 10 con ha. Rồi đầu tiên giới thiệu với con Oppo Neo 7 RAM 4, bộ nhớ sóng 4 GB, quá đã không? Đây nè, con này cũng đang là cho mở cái kết nối internet không dây để cho tiền truyền tải qua những cái con này nè ha. Con này khỏi giới thiệu nữa nè, con này vừa mới nhập về nè ha. Đó. Con này là nhìn cái vỏ cái nắp lưng của nó là không làm được nha, nó hoàn toàn không có chỗ mở luôn. Cái nắp lưng hoàn toàn không có chỗ mở luôn nè, nó kín nó khít y như là két sắt luôn nè. Đây. Con này thật khỏi dán tem, con này bán nhìn bằng tay nè, 1 2 3 4 5 500k, ok. Rồi con đầu tiên 500k. Con đầu tiên 500k, ok. Con LG Win này là 3,5 triệu rồi, con Apple Neo 7 này là 500k, ok. Rồi. Tới thằng Samsung Z này. Đang kết nối nè. Kết nối wifi. Sóng wifi là sóng của Việt Nam Mobile, nó mới căng mới siêu nha, không phải dùng wifi việc theo mobile đó, nó mạnh rồi, nó mạnh thì nó vô tư kết nối mạnh, chỗ này Việt Nam Mobile mà kết nối sóng wifi được là có bắt nghĩ cái máy này nó zin cỡ nào, nó zin không, xài sóng latte 4G này, nó zin không, zin sóng zin. Việt Nam Mobile là gì? Sim Viettel rồi Mobile này kia nó mạnh thì phát sóng não cũng này Việt Nam Mobile mà phát sóng tốt luôn, ok đúng không, quá mạnh đúng không. Đây đó. À, cũ riêng chứ không phải nát đó, vẫn là câu nói cũ riêng chứ không nát. Mấy cái tem này để cái giá này không hợp lý, bỏ đi. Giá rẻ mà cái giá cao quá là không bán được nha, tại cái giá cao quá bán ai mua, đã bán cho học sinh như bà già đúng không. Đây khui pin được không, gắn vào khui pin gắn vào thì nó phải tắt nguồn mà nguồn lại, cô bác nhớ ký ủng hộ kênh nha. Rồi dán tem coi, bữa nay là chủ nhật thôi, chủ nhật quay video. Tại cái nắp này là khui ra để mà test máy thôi. Cũ, lướt chứ không phải nát nữa. Cô bác mua máy này không bao giờ sai lầm, đúng không? Tức ai ghét ai cầm chổi luôn, đứa cháu nó cũng nghe ngủ ngọt chổi luôn. Đây Samsung này đang lên nguồn, đợi cho lên nguồn nó đi, 1 2 mày số 3 đi, số 3
Cái con số 3 thôi, giờ giảm còn 150k thôi. 150k này là không có cái con số thứ hai đó đâu nha. Cái giá này là bán lỗ luôn á. Lỗ chứ không có quầy vốn đó, cái không có con thứ hai đâu nha. Đó, ok. Rồi lên nguồn. Vào YouTube. Vào ngay kênh Chí Trung Mobile thì sẽ không bảo đảm chính bản quyền. Ok. Đã. Tôi làm nếu tôi rút kinh nghiệm nè. À, vào ngay cái kênh của mình thì làm gì dính vào, làm gì có chuyện dính bản quyền đúng không? Đó, ok. Mấy con 1 2 3 con không? Đây đang dính dính vào. Đây, con thứ tư. Tôi cũng duy hai điểm này đây, kết nối wifi nhà nó đúng không, xài sóng mạng LTE đúng không, đó LTE là 4G đó, chỉ những con máy đời mới mới có nha. Và đây nắp lưng này khui luôn đây, kênh Chí Trung Mobile chuyên thu mua và tìm tòi những con máy cũ, máy cổ mà còn zin tốt, gọi đến cô bác chị em xem mua xài nha. Đây hai sim sống RAM 1.5GB đó, cũ chứ không phải nát, cũ mà xài duy ok, hai sim hai sống chậm chạm với nó nhìn nhảy luôn đó. Con này đã dán tem vô định giá luôn nha cô bác, nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho đón xem cái giá sớm nhất, sẽ có cơ hội mua những con máy giá rẻ mà zin, rẻ mà zin chứ không rẻ phải rẻ mà hư. Hay là chỗ đó rẻ mà zin, nó rẻ mà zin đó, hay không lại là con số mấy ta, 1 2 3 4 này con số 5, gầy số 5 đi, số 5 nếu mà ghi 500k thì còn gì nói nữa không, ghi 500k thì còn gì nói nữa. Ôi, có số 5 250k. Ok đó, rồi ok 1 2 3 4 rồi. Cái đó mấy phút rồi, nãy giờ mấy phút rồi, 12 phút rồi, bao lâu thì bao lâu cái đó. Tính ghi giá có cao mà không ghi giá cao thì cũng bắt mua, mua sẽ hơi hơi đau đau cái tiền. Tạm tạm kết nối wifi luôn nè. Đó, ok. Sóng là T4G. Ok, không. Cài đặt kênh luôn nè, cái này cài đặt kênh xem luôn nè. Khui nắp luôn. Ôi chào ơi, có tem trong giả nè. Này, Tuấn Tuấn Trần Mobile gì nè. Con này khui khui luôn luôn, khui pin. Này nó thơm mùi lúa chín mà non, còn zin nè. Siêu không nhìn kỹ từng con ốc đó, đó. Hai sim hai sóng quá đã, hai sim sóng thơm phức. Rồi đây là khui ra là nó phải tắt nguồn để dán vô và định 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 giá nha. Bữa nay khăn tiếng nói chuyện hơi nhỏ, anh em xem bây giờ thông cảm nha. Mấy cái nắp này là đậy chủ yếu là cho nó mát mẻ để mà test máy kiểm 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 tra máy à, chứ không phải nó bung. Xem hai điểm anh em xem, đừng đừng có dấu nói là bị bung nha, không có à.
máy đó, cái này ghi ghi đại đại số 7 đi, số 7 giờ bán triệu tư ha. Bán triệu tư chắc tôi đóng cửa luôn quá. Ở số 7 bán 250 đi. Rồi 250k, ok. Mở máy lên, vào YouTube xem lại. Đó, nó lướt như là phi thuyền lướt sao. Gì đó phèn, số ấy con. Còn 1, 2, 3, 4 con. Giờ bởi 7 năm. Giờ quý vị vô này xem đi. Sẽ có xin thì 53 phát sóng. Phát sóng lần quá là nhiều cho nên là nó hơi yếu sóng. Yếu, nó yếu sóng mà nó cũng bắt sóng mạnh của nó. Mạnh lắm. Đây, rồi, còn 1, 2, 3. Bên đây thằng nữa. 4 thằng. Còn máy này thì chưa đẹp. Đọc xem này coi. Máy này thâu nhưng mà cũng phải kiểm tra đây. Nè, bắt sóng wifi ok nha. À, nói show là cái thằng VMAX này. Thằng VMAX này cô bác chị em mua về là nhớ này gắn SIM 4G vô, nó không bắt sóng liền, phải bấm nút nguồn khởi động lên máy. Khởi động lên máy xong, sau đó nó hiện lên cái dòng chữ chọn thẻ SIM ưu tiên. Chúng ta bấm vào chọn thẻ SIM ưu tiên, chúng ta muốn xài SIM 1 hay SIM 2 này là tùy ý thích nha. Và kết nối 4G là ok. Nếu không là thực hiện cái bước mà khởi chọn thẻ SIM ưu tiên khởi động lên máy thì nó sẽ không bắt sóng 4G nha. Đó. Giới thiệu rõ luôn đây. Đem zin nguyên chất. Đậm đà bản chất người Việt Nam đúng không? Tem riêng nguyên chất nữa đâu đó, hai sim hai sóng. Con này khỏi tháo pin đi, tháo hoài. Con này dây để dán tem được định giá luôn. Số 8 giá nhiêu đây? Cùng và số 8 giá 300k đi. Số 8 giá 300k nha. Rồi ok. Cô bác xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha. Để đón xem những video sớm nhất ha. Và đón xem những mua được những con máy giá rẻ cấp bình cao. Siêu tiện lợi, siêu bền. Cũng phải vào cái kênh Chí Trung Mobile thôi. Bấm 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 những kênh khác dưới độc quyền á. Và cái đến một con nữa nè. Đây, cũng là VMAX đây. VMAX đây, đang bắt sóng wifi à. Được không? Cũng không quên giới thiệu nè, SIM Việt Nam Mobile 4G nè, mà đưa vào đây bắt sóng wifi và phát sóng wifi gọi là vô tư các kiểu luôn, thì cũng bắt nghĩ nó zin chắc cỡ nào đâu. Nhìn 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 cái ngón tay cái liền nè, bỏ dưới chút, nhìn cái ngón tay nè, cái ngón tay cái nó chắc cỡ nào luôn. SIM Việt Nam Mobile mà bắt sóng 4G, bắt sóng gì để nói luôn. Một con máy mà nó phát sóng trong 4 năm con máy này đều bắt sóng được luôn, nó mạnh cỡ nào đúng không? Mạnh lắm, siêu lắm. Đây nè, khui cho xem nè. Nắp siêu đẳng nè. Nè, khui luôn. Đây tem zin nè, pin nè, zin nè, pin có mọc luôn nè, mà không biết có mọc gì nè. Siêu luôn, hai chức năng, hai sim hai sóng, từng ốc quan sát luôn, từng con ốc siêu đỉnh, siêu đỉnh. Đây là đỉnh của chóp đúng không? Đây là đỉnh của chóp,
cho cô bác anh chị em xem đâu nè, sim Việt Nam Mobile nè, mà nó phát sóng một con máy là mà nó phát sóng cho cả chục con máy này đều bắt sóng wifi được luôn nè. Đây mới là đỉnh của chốt, nhìn cái ngón tay nè, đỉnh của chốt nó siêu không? Không phải chốt của chốt mà gọi là đỉnh của chốt. Con này ghi đánh số 10 đi, số 10 này không lẽ bán triệu trời, ha ha, bán triệu của bác gia dám mua, cô bác dám mua tôi không hề dám bán à. Nói thật, nếu mà tôi bán triệu cô bác dám mua tôi cũng không dám bán, tại bán xong ra ngoài gặp cô bác dí chết, cô bác dí tôi biết đường chạy nha. Đúng không? Số 10 mà dám mà ghi trong điện triệu đi ra ngoài đường gặp cô bác dí tôi biết đường chạy nha. Đó, dí là không biết đường chạy cho nên bán rẻ thôi. 10 này 150k đây. Nãy giờ không lấy là không lấy cái cây dứt đỏ này ghi giống đẹp đó, số 10 150k. Quá rẻ. Quá rẻ, phải nó quá rẻ. Còn gì bằng nữa. Bán giá này là phá giá, bóp chết thị trường, phá giá tan nát thị trường bên ngoài luôn. Phá tan thị trường luôn, chứ mấy người mình gọi là phá mà phá tan nát thị trường bên ngoài luôn. Thị trường bên ngoài làm gì có cái giá này. Đây một con nè. Cũng hơi mạnh. Điểm truy cập cá nhân đang phát sóng nè. Dùng sim Việt Nam Mobile phát sóng nha nè. Đây nè. Dùng sim Việt Nam Mobile phát sóng nha. Đó, siêu không? Đây, khui nắp lưng luôn rồi. Nè, máy móc à. Tem màu vàng trong giả nè. Tem pin nè, mọc luôn nè. Đây, cái mọc xanh mà. Nhìn cái từng con ốc nè. Để hạ máy ra gần nó không? Rồi. Siêu đẳng không? Hàng cũ, zin, không phải hàng nát. Siêu đẳng không? Siêu, nó không? Siêu, 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 siêu. Con này giờ gỡ pin luôn. Sẵn lòng luôn. Này, pin căng quá. Đó, gỡ pin luôn. Siêu. Hai sim, hai sóng. Chúng phải giỡn đâu. Mở pin là phải ta mở nguồn đó lại. Về mắt đó, đó. Rồi dán giấy nhập định định giá luôn. Bữa nay cả lâm của ta. Hôm nay ghi con số 11 đi. 11 250k. Đó, siêu đỉnh của chốt. Con này là dùng để phát sóng wifi cho những con kia luôn nè. Khi mở nguồn là tắt nguồn, mở nguồn là phải mở sóng wifi lại. Thì những con kia nó mới hoạt động. Đó, rồi xong. Chỉ vậy thôi. Hai mươi mấy phút rồi hả? Còn một con cuối cùng. Samsung G2 Pro Gym. Ha 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 ha. Đây. Để mở cái máy này lên luôn. Cho hoạt động suốt. Nói chung test máy là phải test suốt, chứ không có nói mà bấm vô YouTube kéo qua kéo lại. Không có nói gì mà bấm vô YouTube kéo cái xong nó lại xong không có. Test là phải test suốt, xem trực tiếp. Còn chưa chắc ăn nữa nè. Con này xài mạng LTE 4G luôn nè. Đây cũng đang kiểm tra cái điểm phát sóng wifi nữa nè. Ok luôn nè. Con này thì khỏi có vàng rồi. Thu chức năng ra nè. Đó. Để xem kỹ chút nè. Tem chống hàng giả đó đâu nó. Pin có hai tem chống giả mà nó không. Đó. Rồi nhìn từng con ốc mà nó không. Cô bác mua hàng cũ có ai mà quay kỹ chưa? Bảo đảm chưa đúng không? Chưa ai quay kỹ cho cô bác xem. Anh em xem những cái máy video cái này.
con này khỏi khỏi tháo pin, tháo hoài. Con này sẵn có giấy luôn, con này con cuối cùng số 12 350k, tiết kiệm giấy mà ghi vậy nè. Rồi con số 12 350k, ok. Các bác xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha. Đây, nãy hồi nãy giờ quay bằng đó không, giờ tới con cuối cùng là con có bộ F7 nè. Rồi bây giờ ta con cuối cùng là Oppo F7 nè. Con này là nó không có lấy dấu vân tay nha, tại cỡ mình có. Con này là Oppo F7 Truth, nó không có dấu vân tay trên lưng mà nó chỉ nhận diện khuôn mặt thôi nè. Nhận diện khuôn mặt nè. Đúng không? Đó. Tôi ở đằng xa mà nó lấy mặt luôn được không? Đúng không? Đúng không? Quá nhạy đó. Trời, giờ không nhận nữa. Ok, nó không có lấy dấu vân tay nha. Con này thì RAM 6 bộ nhớ 128, cũng full mới siêu lướt luôn nè. Đây để xem giá tiền điện thoại nè. Rồi chỗ nào đây, cài đặt bổ sung. Máy này chúng dây để cho điện thoại nè. Cái con máy này khi mua về anh em phải cài qua cái tiếng Việt nó căng lắm nha. Đây tôi tập bị Oppo F7 nữa không, kiểu máy đó. Android 9 loại 8 RAM 6 bộ nhớ 128, ok đúng không? Đó hai sim hai sống pin bao nhiêu. Pin còn 44%. Tắt này đi. À. Nói chung là không có gì phải bàn hết. Bởi bài thuốc nhận diện gương mặt đây nè, tôi đã test thử trên cái gương mặt của tôi luôn. Đây. Vậy thì nó để xa có hậu nhận được, hậu không nhận được thì ok nữa nó, ok. Nói chung là con mắt tôi có hậu cũng mờ chứ đừng nói chỉ camera đúng không? Mờ có hậu ok trong trong đó không? Đó, ok đúng không? Rồi ok, RAM 6 bao nhiêu 128, full đa chức năng luôn. Zalo, Facebook đây, đã cài được tiếp nữa đó. Zalo, Kinh Manager đã. Cái này là cái chương trình này, Facebook, Zalo nè, là camera Facebook luôn, các kiểu luôn. Rồi con này giá nhiều, con này giá một và con này khỏi item đi. Oppo F7 giờ bán cái giá nhiều, 1.300.000 đồng. Rồi cô bác nào kết chốt alo. Rồi video kết thúc, cô bác nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha.